Rồi, này chưng luôn. Đây cái nhân đây này còn quá trời luôn. Mình sẽ làm một cái trứng chưng. Đó, thịt trứng chưng ăn với cơm. Còn Hoàng Thánh là dùng súp thôi. Đó, rồi mình sẽ làm một cái này để là viên thịt để mình nướng. Đó. Ok, đầu tiên trước khi ấy cái này là mình cho miếng dầu như vậy. Cho nó trơn cái tay mình đi. Đó. Ta để cho nó khỏi dính nhé các bạn. Đó. Tay rửa rồi nha các bạn. Viên cái chả chân này trước đi. Đây, 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 đây. Viên cái này để mình nướng đi. Cái món tuổi thơ này của mình thích ăn lắm này. Đây này, thấy không? Viên cục này, thịt viên. Mình chiên cũng được, nhưng mà nướng nó bớt dầu mỡ các bạn. Đây nè, ăn cái này chơi ăn với cơm mình đỉnh luôn các bạn. Thấy chưa? Đó, chánh pháp ở đâu xa, chánh pháp ở trong ta. Viên kiểu này chắc dài viên nó chắc hết đâu mà lấy đầu làm trứng chưng đấy tao. Cái này bỏ mình bỏ lên. Y như cái bánh burger. Bỏ cho nó dễ chín. Úp lại. Tha. Đây đó là tôm thịt viên chiên ăn với cơm bá cháy bầu chét. Tại sao mà mình gọi tôm thịt viên không? Tại trong này cá tôm và cá thịt, nên viên thành viên vậy mình gọi được tôm tôm thịt viên không? Thấy không, nó ăn thì soi vậy thôi mà. Đó, bình yên trong ta là mình chỉ tìm những giây phút bình yên thôi. Thay rằng bây giờ mình đi la cà hàng xóm, mình đi cà phê, cà pháo, mình đi ăn, đi nhậu, đi chơi thì thôi, mình ở nhà mình làm gì đi. Không, ở đây mình làm thì xong mình có thì mình ăn đấy. Đó. À, nói không mà cũng mệt. Cái Hoàng Thánh này mình đưa vô cái lò cơm nữa nè. Mình hấp. Và mình đưa vô cái nồi cơm mình cũng biết bấm cái gì hấp, mình bấm chai luôn, rice cooking luôn đi. Cái chai nó bị sao đó. Nó chín được rồi, thấy không? Đó, bấm đây cái lượng giống như nấu cơm nhưng chắc ăn thịt đồ cho thịt đồ nó chín hết. Hay người ta là không sợ cháy, thấy không? Mấy khác là sợ cháy chứ cái nồi cơm mà đâu cháy được đâu. Rồi xong. Còn mấy miếng nha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miếng. Còn miếng nữa đi. Để số 8 cho may mắn các bạn. Lucky.
Trời ơi, mày tính nè. Con này chỉ vui thôi, mày có mày tính đâu. Mày nó chỉ vui thôi. 8 viên. Vui là chính mày các bạn. Ăn uống ăn vui đâu, ăn là phụ. Vui mới là chính. Đó là mình chiên cái này cho nó xèo xèo chơi ta. Nghe vui. Rồi. Còn nguyên cái này. Thơm mấy ngang mà. Thơm luôn, thơm lừng luôn. Chả chân nắng nấy vô rồi xong mới vô đây. Cho một cái trứng vô. Rất đẹp. Làm cái gì vậy? Đừng có tâm à.
mà sốt, rất sốt, rất sốt. There we go. Rồi, đây là mình để cho mình nướng. Tám viên. Tám viên, nhưng mà giờ mình không nướng giờ đâu, mình đợi khi chiều mình ăn mình nướng luôn. Giờ nướng giờ nó khô, nó mới nóng nảy. Ủa, các bạn biết sao mình làm gì không? Mình làm gì cho nó giảm cái lửa nó không bắt vô, nó sợ cháy. Để vô lại tủ lạnh. Rồi, này chân luôn. Khi nào ăn, bỏ vô cái lò hấp. Bỏ vô cái nồi này. Chén nước vô, để vô. Rồi chân lên là có ăn với cơm thôi. Xong. Tạm thời vậy nha. Bây giờ không có nấu, nấu xong thì sợ nó không có ngon nữa. Thành ra chỉ làm gì thôi, rồi thủ tục tiếp theo là làm gì đó là các bạn biểu biết làm, thật sự mình làm để cho vui. Cho vui thôi. Chương trình văn nghệ là chính, còn chương trình cooking là phụ. Nha, chúc các bạn luôn thành công trên cuộc sống và luôn vui khỏe nha. Chúc các con mình luôn thông minh, ngoan, giỏi, hiền để lớn lên làm người bố trong xã hội ha. Bye bye, chào các bạn, I love you. Every single day.